Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Đấy, như thường lệ hôm nay bên em lại lên clip giới thiệu bán hàng cho anh em này. Hôm nay thì em có iPhone và Pixel anh em nhé. Đấy, có thêm cái dòng Xperia 5. Đấy, anh em quan tâm những cái dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết trong video anh em nhé. Ok. Cửa em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên có gửi hàng nhé. Ship code toàn quốc, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra thì bên bảo hành cho anh em 3 tháng nhé, tặng kèm phụ kiện. Anh em nào mà không lấy bảo hành, chỉ cần bao test 1 tuần nhé, thì sẽ trừ từ 2 cho đến 500 nghìn, trừ trực tiếp vào giá máy luôn anh em nhé. Ok cho anh em. Anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em miễn phí ship nhé. Thì cái miễn phí ship này sẽ không áp dụng với những anh em nào mà mua máy giá bao test anh em nhé, vì là cái giá bao test thì em đã để rất là rẻ rồi, ngang giá thợ rồi anh em nhé. Ok rồi, không làm mất thời gian của anh em thì em vào giới thiệu luôn nhé. Hôm nay em vào giới thiệu dòng iPhone trước này, iPhone trước anh em nhé. Đầu tiên em có con này là con 6s Plus quốc tế 16GB nhá, máy full chức năng, full chức năng vân tay đầy đủ của anh em nhé. Đây, 16GB này, 6S Plus này. Pin đây, pin 100%. Anh em nhìn cái màn hình này thì qua video thì chắc là không thấy, không biết được cái con này là con màn lô đâu anh em nhé. Con này là màn lô Benzin. Vỏ thì xấu nhé, vỏ nó hơi bị chóc sơn. Cái này thì em thanh lý cho anh em nhé, giá cực kỳ rẻ thôi, 950.000. 950.000 thôi anh em nhé, vẫn tặng kèm sạc cáp cho anh em, sạc cáp cường độ lưng em tặng đầy đủ cho anh em luôn nhé. Thanh lý nhé, có một cây duy nhất rồi anh em nhé, một cây duy nhất, 950.000. Tiếp theo là 7 Plus này, quốc tế 32GB, máy cũng là zin full chức năng, vân tay đầy đủ. Loại này thì zin hết nha anh em nhé, màn zin, vỏ zin, men zin anh em nhé. Đấy, giá sẽ là từ 2,4 triệu đến 2,6 triệu nhé, 2,4 triệu đến 2,6 triệu tùy máy nhé, tùy hình thức. Đấy, tùy hình thức bảo hành luôn anh em nhé. Anh em cần thì cứ nhắn cho em, có màu đen và màu trắng nhé, màu đen màu trắng, 2,4 triệu 2,6 triệu anh em nhé. Ok rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em Yên Max này. Yên Max này thì là cũng là máy quốc tế này, 64GB, full chức năng, Face ID đầy đủ anh em nhé, Face ID đầy đủ. Màn thì là màn GX, màn GX anh em nhé. Còn lại là full chức năng, Face ID đầy đủ, 64GB này. Giá sẽ là từ 4 triệu 400 nghìn đến 4 triệu 600 nghìn anh em nhé, 4,4 triệu đến 4,6 triệu tùy máy tùy hình thức nhé. Màu đen và màu vàng này, màu đen và màu vàng. Anh em cần cần thêm thông tin về màu gì cứ nhắn cho em nhé, em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh em. Ok, tiếp theo em giới thiệu là 11 này, 11 quốc tế có cả bản 64 cả bản 128 nhé. Đấy, em giới thiệu anh em hai con 64 trước này, hai con 64 này là màu đen. Đấy, quốc tế full chức năng, nói chung là zin hết nhé, thay mỗi quả pin thôi, thay mỗi quả pin thôi anh em nhé, còn lại là zin hết. Giá 5,4 triệu 5,6 triệu nhé, tùy máy anh em nhé. Đấy, tùy máy. Còn lại thì chức năng là như nhau, chỉ khác nhau về hình thức thôi và khác nhau về quả pin thay thôi anh em nhé. Màn zin, men zin, vỏ zin hết anh em nhé. Đấy, màn có chê tông đầy đủ anh em nhé, có chê tông đầy đủ, màn sáng đẹp. Ok cho anh em. Đấy, 5,4 triệu 5,6 triệu anh em nhé, 5,4 triệu 5,6 triệu. Tiếp theo thì là bản 128GB, 128GB thì máy tất cả như nhau nhé, hình thức còn rất là đẹp. 128 này toàn hàng chất anh em nhé, em có cả bản một sim vật lý, một eSIM và cả bản hai sim vật lý nhé, có cả bản hai sim vật lý. Anh em nào hay phải thay sim đổi sim thì dùng cái bản hai sim vật lý nó cực kỳ tiện anh em nhé, có màu xanh và màu trắng, màu xanh và màu trắng nhé. Giá sẽ là 6,7 triệu 6,7 triệu nhé, cả bảo hành, anh em không lấy bảo hành trừ 300. Ok cho anh em. Rồi tiếp theo thì đến 12 này, 12 quốc tế 64GB full chức năng nhé, máy zin đét nha anh em nhé. 12 này còn cả áp suất luôn, còn cả áp suất luôn anh em nhé, cho anh em nào mà thích máy chất pin 87 pin zin, giá 7,6 triệu nhé, 7,6 triệu, máy màu trắng, hình thức còn rất là đẹp, thì còn rất đẹp luôn anh em nhé, 7,6 triệu.
Đây tiếp theo có 14 Pro này, 14 Pro quốc tế 256GB nhé. Con này thì hàng là hàng đại chất rồi, cũng là zin nguyên áp này. Đấy, màu đen, hình thức đẹp, hình thức đẹp 99 anh em nhé. Đấy, cái này thì em để cho anh em giá 18 triệu 300.000 nhé, 18 triệu 300.000 mà em đang dùng nha anh em nhé. Đang dùng hai máy thì em bán bớt một máy nhé, anh em nào có nhu cầu thì bán luôn, pin 91 này, 9 led luôn, ok cho anh em. 18 triệu 300.000 nhé, 18 triệu 300.000. Rồi tiếp theo ở đây có mấy con 11 Pro Max nữa. 11 Pro Max đầu tiên là con này 64GB này, máy cũng là full chức năng, FID đầy đủ nhé, FID đầy đủ. Con này thì tình trạng là màn thay rồi này, màn thay. Đấy, màn thay, còn lại là zin luôn, main zin. Pin 90. Đấy, ok cho anh em, hình thức còn tương đối đẹp nhá, mặt lưng hơi lấm tấm một chút thôi. Đấy, tương đối là đẹp luôn. Con này để cho anh em giá 6 củ 2 anh em nhé, 6 củ 2. 6.200.000 đã có 11 bộ mắc dùng rồi. Cực kỳ hợp lý anh em nhé. Cam của con này thì chụp phải nói là đại chất luôn, cực kỳ ngon. Này, zoom 10x. Zoom tối đa 10x. iPhone thì từ trước đến nay chụp ảnh nó cực kỳ đẹp rồi anh em nhé, chỉ việc rơi lên là chụp luôn. Đấy, 6.200.000, 6.200.000. Tiếp theo này, 11 Pro Max tiếp này, 256GB. Con này 256GB, con này thì màn zin nhé, màn zin, vỏ zin, máy zin luôn. Pin trong máy thì nó báo là 79 nhá, nhưng mà cả máy tính là báo lên 81 anh em nhé. Máy tính vẫn cả báo 81, pin dùng vẫn rất là ok, không có vấn đề gì đâu anh em nhé. Còn anh em nào thích thay pin thì em thay luôn cho anh em với giá hỗ trợ 200.000 thôi, 200.000 thay pin mới. Con này 256GB quốc tế thì dùng cực kỳ thoải mái nhé, lưu trữ thoải mái luôn, không bao giờ sợ đầy. Đấy, cái này thì em để cho anh em giá 7.200.000, 7.200.000 anh em nhé, 7.200.000 giá bao test anh em nhé. Ok, rồi cuối cùng dòng iPhone thì em có con 12 Pro nữa này. 12 Pro này cũng là máy quốc tế nhé, 256GB. Đấy, 256GB luôn anh em, dùng cực kỳ chất luôn, main zin, màn zin. Con này cái em cũng đang dùng nhé, máy cũng đang dùng này. Con này thì trước này em thay pin rồi, thay pin không sáng đâu, em thay của pin bốc máy báo như này nhé, bản chính hãng nhé. Con này là bản chính hãng VNA luôn, 256GB này. Đấy, 256 anh em dùng cực kỳ thoải mái luôn, máy màu vàng, hình thức còn đẹp, hình thức còn đẹp nhé anh em nhé, hình thức còn đẹp. Con này em để cho anh em giá chỉ có hơn 8 củ thôi anh em nhé, 8 củ 8 triệu 8 anh em nhé, 8.800.000, giá cho anh em rẻ hơn cả bản 128 luôn, rẻ hơn bản 128 nhé, 8.800.000. Ok rồi, cuối cùng thì giới thiệu anh em dòng Pixel và Sony nhá. Pixel đầu tiên em giới thiệu là Pixel 6 quốc tế 2 sim nhá, 2 sim. Con này cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128, chạy chip Google Tensor, màn hình là 6.4 inch. Đấy, 6.4 inch, pin 4600. Dòng này thì chạy Android gốc của Google nhé, cực kỳ mượt và được cập nhật rất sớm nhé, tất cả đã lên Android 14 rồi. Đấy, con nào chưa lên anh em về có thể bấm vào lên luôn, nó có sẵn bản cập nhật rồi anh em nhé, sẵn bản cập nhật rồi. Hình thức thì là đẹp keng luôn, gần như là mới anh em, nhìn chân sạc còn mới tinh. Hàng này thì thích hợp cho anh em là cực kỳ khó tính nhé, cực kỳ khó tính. Anh em đừng so sánh với hàng 9899 nhé, hàng này nó hơn hẳn nhé. Đấy, giá sẽ là 5.300.000, 5.300.000 em tặng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp cường lực ốp lưng. Đấy, đây màu đen, nói chung là 10 cây như nhau cả 10 nhé, 10 cây như nhau cả 10. Rồi tiếp theo thì em có đây là Pixel 5. Pixel 5 này thì cũng là quốc tế 2 sim, một vần lý một e sim nhé. Con này thì RAM cũng là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128 này, chạy chip 765G, màn hình sẽ là 6.1 inch. Đấy, anh em nhìn cái hình nền của nó này, chuyển động cực kỳ mượt nha anh em nhé. Đấy, cực kỳ mượt luôn. Android cũng là Android gốc nhá, chụp ảnh cực kỳ đẹp. Dòng Pixel này anh em chưa dùng có thể mua trải nghiệm nhá, con này thì cầm cực kỳ vừa tay, cầm cực kỳ vừa tay anh em nhé. Màn của nó là viền của nó rất là mỏng nhá, viền mỏng đều bốn cạnh luôn, anh em nhìn cực kỳ cân đối nhá. Đấy, nó không bị dày cái cằm, không nhiều con máy làm được điều này đâu anh em nhé. Nhìn đơn giản đấy thôi nhưng mà cực kỳ khó nhé. Giá 4.300.000, 4.300.000 anh em nhé, cũng là hàng cực kỳ chất,
cũng như là hàng cực kỳ chất anh em nhé. 10 cây như nhau cả 10. Ok chị em, 4.300.000. 4.300.000 anh em nhé. Rồi, cuối cùng em giới thiệu anh em Sony X5 này. X5 này là bản Nhật nhá. RAM 6, bộ nhớ trong 64, chip 855, màn hình là 6.1 inch. Đấy, màn 6.1 inch, pin 3001. Con này thì đặc biệt là màn nó tỷ lệ 219 nhá, nó sẽ hơi hẹp, chiều ngang hơi dài. Anh em cầm một tay thì khá là thoải mái nhá. Anh em chưa dùng qua có thể mua trải nghiệm. Dòng này thì Android nó cũng gần như là thuần Google, không tùy biến nhiều đâu. Dùng cũng rất là mượt, dùng rất là mượt nhá. Giá 2.7, 2.8 nhá, tùy máy tùy hình thức nhá. 2.7, 2.8. Ok. Rồi, cuối cùng anh em nào có nhu cầu về mua hàng đặt hàng có thể liên hệ em qua số điện thoại để trên màn hình nhá. Đấy, hoặc là nhắn qua Facebook, đường link để dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả anh em.